siêu to khổng lồ. Rồi bây giờ quay các bạn xem cây keo to nhất trong cái vườn keo này. Đó, coi xem mai anh em ôm cái sủi không? Keo lên chắc nút cái lưới cưa sẽ không hết nè. Hai người ôm. Đây, rồi hai người ôm không sủi nữa. Giờ cắt sao hết? Đủ lấy thằng vằn. Anh này ôm này. Anh này cao 1m6 thì tính ra là biết. Đây. Cưa đang tới được. Rồi sao cưa hết. Coi ngõ về phía nào đây. Wow. Cành lá xum xuê tiểu quả. Keo không có quả. Keo sao mà lúc hết giờ lúc cưa đi nè, nên cưa có mưa mới được. Để đồ nhìn coi. Xem anh em két. Ui, ngõ về phía này nè. Mình review cho các bạn xem cây keo to nhất thế giới. 20 năm cuộc đời nha. Đây keo này là keo lai hả? Keo lai. Rồi. Cao quá là cao. Rồi bây giờ anh tay.
Mố ra đi. Khổng lồ đây các bạn xem lại, keo này là keo siêu to khổng lồ đây. Wow, ồ, bị xám hết thử đâu ơi, bị hư hết kê phần lõi lên góc đó đi, đẹp lắm. Bộ mày tầm chưa xem to chưa, lô mày một tầm chưa. Wow. Xem cái keo nó to quá, chừng bỏng hết luôn nè, không có lõi bên trong nè. Wow. Giờ cho cái máy rút vào trong nó luôn, hư hết. Coi cái ông rú ông riết chứ ra đâu rồi. Đây nè. Ngồi nè. Ông ao luôn. Rồi rồi cát lấy cái ong ăn luôn. Dùm cát đây, ông rô nó cán đó. Ok, đừng cát coi. Rồi còn cái. Ốc. Đây có ong. Không mà ông bọng, ông chứ ông chơi đấy ta. Bọng. Bọng ở trong bọng ông đó. Bọng à. Ừ. Quay hử? Đó. Em ăn dùm cát. À nó bị chín rồi. Có đồng nằm có gì. Ao mà lục. Ao ao. Ao bắn vô đó chi. Ô các bạn xem ao đây. Đó trong ở trong cái bọng cây keo đây. Keo siêu to khổng lồ. Đúng. Ao rú thì mới mặc cái ngon này. Nhưng mà không nó lên tới chỗ cái tròn đó mấy. Cho nên đa tháng cái lũ. À nó hư từ trên kia hư xuống mà. Cái này hư xuống nên hư nhiều nữa đó. Nước xuống không? Nước vô không mặt. Xuống rồi đằng. Bắt ao này về nuôi nè. Bắt con tướng con.
vặn nghe chậm. Cái này gỗ đẹp quá đi. Đằng này ngon. Cái này giòn quá rồi mà. Bỏ xa ta là tiền giả này. Đẹp quá to. Mình sẽ nó kêu to khủng dương. Yeah.
Sao đỏ kinh vậy? Nghỉ ăn trưa. Nghỉ ăn cơm trưa, nghỉ ăn cơm trưa. Kèo siêu to khổng lồ. Này to chưa? Bạn xem thử. Cũng là kèo là siêu to khổng lồ. Là phát bên này kia bờ. Rút hết cho con đây bốn cột qua này. Mấy anh gióng này thôi à, còn tên luôn. Gióng dễ thế mà.